ăn nói xà lơ, sao con nói gì phiên bản nhiều thứ tiếng. Canada. Stop talking bullshit. Just shut up. Trời ghê chưa? How about Vietnamese? Ăn nói xà lơ, sao con nói gì? How about you? Your turn. Ăn nói xà lơ, sao con nói gì? Mời đẹp. Trung Quốc. 瞎说, 你怎么这么说话呢? Dạ ba ơi, quê bác ở đâu vậy ạ? Quê bác ở Vĩnh Phúc. Dạ, cái câu mà ăn nói xà lơ sao con nói gì á thì ở Vĩnh Phúc người ta nói sao bác? Chả biết. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Mẹ tên sư bố chúng mày cứ lung ta lung tung. Được không? India. Bakwas mat karna. Ăn nói xà lơ sao con nói gì? Hai bạn đến từ đâu vậy ạ? Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp thì người ta nói câu này sao ta? Ba lát ba sàm. 60 đồng này. Tào lao mía lao. Ai dạy mày? Korea. Hosri ha nè. Hosri ha chima. How about Vietnamese? Ăn nói xà lơ. Sao con nói gì? Ôi, Vietnam ơi, xà ra nè yo. Chị nhai đầu mấy thằng xà lơ như em rồi đó. Nói tầm bậy, rỉ nói rứa. Đố các bạn biệt quê mình ở mô.